bacana, é da hora. Đập nó sung lên rồi. Tấn công rồi. Cái gì? Đọc mèo. Nóng kích lắm. Cái địt gì thế? Hả? Cái địt gì vậy? Cái gì vậy? Hết tiền rồi cô ạ. Ôi nữa, hết tiền nữa. Đã không ạ? Rồi, giờ này anh bỏ tôi đi cho nó. Thì tôi không chơi để hát cái tình cảm đó với còn một số. Nhưng mà tôi không chơi đi. Thế nào? Chéo đập trận rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nên mình nói về đồng tiền thôi mà cái gì không không tự nhiên cái đấy phải đẹp xong cái gì cái khác khi phải chỉ cái khác thì cái thằng anh nó có hẹn bạn gửi thân nhất với thôi thì nói chăm từ nhất nhưng mà cái này cái làm tình không muốn thì một cái gì gọi số nuôi nó là máy ủ hả? Em cũng nhớ nữa. Hả con? Đơn giản vậy hả? Con canh không? Sáng mẹ có muốn ăn không?
Cùng với tôi đi thì nó chúng tôi giải quyết cái tình cảm đó cái tình bạn đó anh nhận em xin cho đi thì tôi đang nhận lại một thì sẽ thay đổi thay đổi sâu trong đôi mắt này anh hờ hững không như bao ngày quay chân ra chốn đây để anh với đánh hoa rồi vui đi anh nhớ không để em đã yêu anh rất nhiều. Bình tĩnh yếu quá Trời sao con này không có tiếng mà sao nhạc rap mình ấy không có tiếng trời. Thúc rồi, từ nãy anh bỏ tôi đi thôi nó. Nhiều hát gì ghê thế.
Người ơi có biết điên rồi, mày điên, mày điên luôn. Ở trên xe mình coi tập máy rồi mẹ. Ba ơi mẹ về không, trên xe mình coi tập máy rồi. Ông ở trên xe á.